Thảo mang ra một đĩa chứa đầy thức ăn, gồm 78% nitơ, 21% oxy và 1% các dưỡng chất khác. Bước đến bên cạnh bố chồng và lễ phép, mời bố vào sới bữa tối. Nếu như bình thường, mỗi khi chồng vắng nhà và Thảo làm như vậy thì ông cụ lập tức hiểu ý và chén gọi bữa tối và khen đầu bếp rất ngon. Nhưng hôm nay, ông vẫn trầm tư, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chẳng quan tâm gì đến lời của con dâu. Thảo hơi cau mày, mai con có tiết đầu giờ đấy. Ông cụ bây giờ mới quay sang và nhẹ nhàng đáp, hôm nay bố không thể ăn nổi, cuộc chiến chăm với Biden đang căng thẳng lắm. Bố phải ngồi xem thằng admin kiến thức thú vị, nó cập nhật thông tin về số phiếu bầu, kiểu này chăm chắc thua rồi. Thảo nói giọng có vẻ không vui, con chẳng hiểu cái tay chăm này, đã 74 mùa xuân rồi mà có biết cái bánh chưng là cái gì đâu. Tại sao bố phải quan tâm đến chuyện của mấy ông Mỹ như vậy? Bản thân mình cũng già rồi mà không biết lựa chọn chi phí cơ hội sức khỏe cho hợp lý, quan tâm toàn chuyện đâu đâu. Ông cụ nhìn Thảo, con đúng là chỉ giỏi nấu món đậu sốt cà chua. Con nhìn xem, cả Việt Nam có ai không quan tâm đến ngày bầu cử của Mỹ đâu. Thằng đen sửa ống nước đầu làng, hàng ngày nó vẫn lượn qua lượn lại nhà mình, vừa đi vừa huy sáo, không chừa hôm nào. Thế mà hôm nay nó còn ở nhà hóng bầu cử nữa là. Mỹ nó bầu cử, ảnh hưởng đến mình lắm. Ta nghe đâu đó, Trung Quốc nó đang mua sơn về quét lại giàn khoan, chờ Biden thắng là nó lại kéo nhau ra Biển Đông kia kìa. Lúc đó chỗ khu công nghiệp lại biểu tình, lại đập phá thì thằng đen ống nước không có thời gian mà huy sáo ở đầu ngõ nữa đâu. Thảo lúc này mặt hơi buồn bã, vậy cũng đáng lo bố nhỉ. Chứ sao nữa, dân ta vốn quý người nước Bắc, chỉ nhìn thấy họ là muốn nhảy lại ôm cổ cho đến khi phổi của nó được về hưu. Mà Trump thì ai cũng biết rồi, ông ta chẳng sợ con ngán là con gì. Nước Bắc có 1,5 tỷ dân, chứ có đến 6 tỷ dân cũng chẳng có thời gian mà sơn lại giàn khoan đâu. Thế nên ai cũng mong cho Trump thắng. Mà không mong Trump thắng thì người ta vẫn quan tâm đến bầu cử của Mỹ thôi con. Mỗi ông lên lại có chính sách và cách làm việc khác nhau, giống thằng hàng xóm với thằng đen ống nước vậy, con hiểu rõ mà. Mỗi quan điểm khác nhau lại ảnh hưởng đến thế giới. Biết đâu bị đen lên, ta lại chẳng còn YouTube mà xem kiến thức thú vị nữa. Có khi lúc đó lại xem cái gì mà Jukuku của nước Bắc cũng nên. Như vậy thì không vui lắm. Mà không chỉ có như vậy đâu. Như con vẫn thường xem, phim Nhật đã cuốn rồi, mà cái vụ bầu cử này còn cuốn hơn cả phim Nhật nữa. Lý do là cái ông Trump này tính rất lạ, cho nên những việc ông ta làm, những chuyện liên quan đến ông ta đều trở nên thú vị hơn cả trăm lần. Thế này nhá, bầu cử này có rất nhiều chuyện vui xảy ra. Trước khi bầu cử, Trump tuyên bố luôn, ông ta có thua cũng nhất quyết không rời Nhà Trắng. Chỉ câu nói này thôi đã khiến thế giới dõi theo rồi. Mà nếu như nó thành sự thật thì chẳng biết Mỹ sẽ làm gì khi mà từ trước đến nay chưa có ông nào như vậy. Rồi lại bầu cử qua thư, số lượng lên đến cả trăm triệu. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trump lại nói rằng như thế này sẽ xảy ra gian lận và nếu ông ta thua, ông ta sẽ kiện đến nơi. Thú vị chưa? Đến hôm qua thì rõ ràng là Trump gần thắng rồi. Ông ta còn tự tin phát biểu trên truyền thông là một chiến thắng vang dội. Thế mà chỉ từ trưa đến tối, kết quả tự dưng quay ngược nửa vòng trái đất, quay nhanh như cậu Hải quay xe. Thế là Trump đang từ sắp thắng trở thành sắp thua, nghĩ cũng tội. Người ta lại nói rằng ở đâu đó có phát hiện một số phiếu bị bỏ lại của phe Cộng Hòa, một số phiếu khác bầu cho Dân Chủ mà người bầu thì đang ngồi uống nước với Lincoln, một số phiếu nữa thì như chim lạc bầy, bay đi không thấy trở về, lại thêm cái ông thư ký nào đấy ghi thừa một con số 0 cho Dân Chủ. Đến giờ thì nhiều bang phải dừng kiểm phiếu, nhiều bang đang kiện tụng nhau. Nói chung là nghe cái này thì đau tim lắm, còn đau tim hơn cả tiếng xe chồng con về. Chẳng biết khi nào mới có được kết quả chính thức, liệu phiếu phổ thông có quyết được ai làm tổng thống hay phải nhờ đến tòa án và hạ viện. Con bảo như vậy có đáng để theo dõi hay không? Chứ bầu cử mà 95% đồng ý, bỏ phiếu công khai, kiểm phiếu kín thì chẳng có gì thú vị mà xem. Mà cũng phải công nhận, năm nay truyền thông đưa tin mạnh hơn các năm trước, kích đúng vào điểm mà ai cũng thích xem. Nên lượng người theo dõi bầu cử đã đông lại càng đông thêm. Thảo nghe vậy bình luận, bầu cử ai cũng vui, mấy ông nhà báo thì có cái để viết, mấy ông đánh bạc thì có cái để cá cược, mấy ông rảnh rỗi thì có cái để theo dõi bình luận cho vui, mỗi chỉ có con là thấy buồn. Thôi bố xem tiếp đi, con đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi nhặt sạn cho thùng gạo cánh diều vàng nữa. Thôi cũng mong cho Trump thắng để tay đen ống nước đừng có bận.